Tiếng gầm khủng khiếp của vua nhân Ngưu vừa nhức đầu nhức óc, Xe Jun và lũ thỏ phải đưa tay lên bịt tai, vừa chống mạnh chân lên đất để tránh bị thổi bay đi. Cả đám co cụm vào nhau, chỉ có mẹ của Khục Khục là không bị ảnh hưởng. Nó dương khuôn mặt cảnh giác nhìn cái tên ồn ào kia giờ đây đang nắm chặt cây rìu hai lưỡi, bước ầm ầm về phía này. Xe Jun phát khiếp không biết phải làm sao, tay chân quắn quéo hết cả lên. Đây là một con nhân ngưu khác, không giống với bò 3 và bò 4. Cửa sổ trạng thái bảo với hắn, quản lý tòa tháp cho biết ông ta là vua nhân ngưu, boss của tầng thứ 99. Thanh niên giật mình không tin được, thế chẳng phải là kẻ đứng trên cả bò 3 và bò 4 sao? Nhờ cửa sổ trạng thái mà Xe Jun mới biết, quản lý tòa tháp bảo boss của tầng 99 là người bảo vệ điểm waypoint, điểm chuyển dịch của tòa tháp cho nên không thể thường xuyên rời khỏi căn cứ của mình. Xe Jun đọc mà mồ hôi chảy ròng ròng, nếu ông ta là người bảo vệ điểm dịch chuyển của tòa tháp, ông hoàn toàn có thể đuổi mình ra khỏi đây sao? Vua nhân ngưu chính là quái vật mẹ Khục Khục nói mình phải đánh bại sao? Nhưng quan trọng hơn là lý do gì một quái vật cấp cao như vậy lại xuất hiện ở đây? Xe Jun hỏi quản lý tòa tháp, chỉ đọc được mấy dòng chữ cổ không biết, nhưng quản lý tòa tháp sẽ nói chuyện với ông ta xem sao. Alin không thể nói chuyện trực tiếp với bất kỳ nhân vật nào trong tháp, nhưng với số sách khổng lồ tìm được trong thư viện của mình, nó biết nhất định có một điều luật rằng quái vật chủ của tầng 99 không được ra khỏi lãnh địa điểm dịch chuyển. Con rồng lật lật quyển sách to lớn để tìm câu đó, nhất định nó đã được viết trong quyển sách hướng dẫn mà ông nội để lại cho mình chứ nhỉ? Đây rồi, Alin mở một trang trong đó ra, một tay đặt hờ lên quả cầu, dõng dạc sử dụng quyền năng của quản lý tòa tháp, triệu hồi quái vật chủ tầng 99, vua nhân ngưu. Quả cầu sáng rực lên theo lời cô rồng rồi hiện lên cửa sổ trạng thái vỏn vẹn một dòng chữ, quyền năng của quản lý tòa tháp không thực hiện được. Khỏi phải nói Alin hốt hoảng đến cỡ nào, cái gì thế này, tại sao cửa sổ trạng thái không hồi đáp yêu cầu của ta? Tại sao cơ chứ, chẳng phải quyền năng của quản lý tòa tháp là bất bại hay sao? Nhưng nó không trả lời Alin, bên phía Xe Jun lại nhảy lên mấy lời ủ rũ của cô rồng, rằng quản lý tòa tháp báo không thể nói chuyện với vua nhân ngưu được. Lý do tại sao thì cô ấy cũng không biết. Mặt đất dưới chân cả bọn rung chấn mỗi lúc một mãnh liệt bởi vua nhân ngưu đang đến rất gần. Đám thỏ có cụm bố lấy Xe Jun, mực lôi con hàng của nó ra đứng sẵn sàng sống mái trong khi anh nông dân không biết phải làm sao cả. Quản lý tòa tháp mà cũng bảo mình không có cách nào ngăn chặn con quái vật kinh khủng đang nhào về phía mình sao? Vua nhân ngưu chạy huỳnh huỵch, hai mắt sáng rực, dưới chân toàn bộ hành lá bị dẫm bẹp, chỉ mấy giây nữa thôi là đến tận đây. Gấu đỏ dựng người lên chuẩn bị nghênh chiến làm cả bọn hốt hoảng nhìn theo. Tuy nó không to lớn bằng nhưng là đứa duy nhất có khả năng đối kháng với vua nhân ngưu để bảo vệ mọi người. Thấy gấu mẹ bước đến chỗ con quái vật, Xe Jun hốt hoảng gọi với theo, không được. Ông ta không ở đẳng cấp mà mẹ Khục Khục có thể ngăn chặn đâu. Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, mẹ gấu đỏ không cho phép ai xâm lấn địa bàn của mình, huống chi còn đe dọa đến sự an toàn của đứa con nó. Vậy nên anh nông dân có cố mà hét theo cảnh báo, đó là quái vật chủ tầng 99 đó, gấu đỏ mẹ vẫn lầm lũi tiến về phía trước không ngoảnh đầu. Bàn chân móng guốc đèn sấm gõ mạnh xuống đến nứt toác, đừng nói hành lá, đến cái rễ cây còn bị dẫm cho nát bét nữa là. Vua nhân ngưu dậm một bước lấy đà rồi nhảy phốc lên với cây rìu hai lưỡi giơ lên cao, cơ thể to lớn đến mức che ánh mặt trời trên đầu, cảm giác như nó sắp bổ nhào xuống chỗ cả đám vậy. Ông ta gầm lên tiếng to khủng khiếp đến mức văng hết cả enzyme ra, vết sẹo trên mắt trông dữ tợn kinh khủng. Không đứa nào nghĩ mình có cơ hội chống lại, ôm lấy nhau nhắm tịt mắt, mồm gào tướng lên, chết hết cả lũ mất thôi, sự nghiệp làm nông thiện lành đến đây là chấm dứt. Alin chụp lấy quả cầu, nhào đến hét toáng lên, không, Park Serun. Nó thực sự sợ hãi và bất lực khi thấy nguy hiểm cận kề anh nông dân của mình mà chẳng thể làm gì được cả. Tiếng rầm rền vang của cây rìu hai lưỡi va vào đất nghe như bom nổ, đất đá văng tứ lung tung nhưng may chẳng văng vào đám nông dân mà rơi xuống cách đó khá xa. Xe Jun ngạc nhiên mở tròn mắt, nhìn thấy thứ vũ khí nọ không giáng xuống mình, cả thân hình to lớn kia cũng vậy, đều tấp qua chỗ khác làm cả đám buông nhau ra, nhìn chết chân. Vua nhân ngưu đang cúi người, vụ mặt vào đám hành lá mà bọn Xe Jun thu hoạch ban nãy ăn lấy ăn để. Một tay nhét một lá vào miệng, một tay ổng cầm nhánh khác sẵn sàng tiếp thêm để miệng không lúc nào ngơi nghỉ. Cả khu vực rộng lớn chỉ nghe tiếng nhòm nhòm sực sực rồi một tiếng vang dội. Nhưng trái với lúc nãy, đó là tiếng thỏa mãn khi được ăn miếng ngon, vua nhân ngưu mòa sung sướng, miệng chảy rãi dòng dòng rồi lại vụt mặt vào đám hành lá tiếp. Cả nhóm Xe Jun đưa ra, đến mẹ gấu đỏ cũng đần cả mặt nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt mà không buồn động thủ. Anh nông dân cùng đám trẻ cạn cả lời, tưởng quái vật chủ tầng 99 thế nào, hóa ra cũng chỉ là một con bò mà thôi. Bỉ ngạn vàng, đến chào hỏi đàng hoàng thì đã cho ăn thoải mái, đằng này intro cho máu lửa vào, rốt cuộc cũng chỉ là một con bò khổng lồ thích ăn hành lá xanh mà thôi. Cả bọn đứng chèo queo, nhìn vua nhân ngưu vụt mặt vào đám hành lá ăn lấy ăn để, không thèm để ý bất kỳ đứa nào nữa sất. Đang cặm cụi nhai nuốt, đột nhiên ông như nhớ ra gì đó mà dừng khựng lại. Cho nốt miếng hành lá đang nhai dở vào miệng, vua bò dùng hai bàn tay to bè nhấc hết cả đám hành lá lên cùng một lần, miệng ngậm ngang cắn cây rìu, vận sức đứng thẳng lên. Đám hành lá bọn Xe Jun thu hoạch cả một buổi mới xong mà trông nhẹ tênh trên tay vua nhân ngưu. Ông không nói không rằng ôm bó hành dẫm thình thịch bỏ đi, quay đầu về hướng điểm dịch chuyển. Xe Jun sững sờ hét ầm lên, kìa ông bỏ chạy cùng với mớ hành lá. Vua nhân ngưu điều nã như cách ông đến ban nãy, có khác chỉ là miệng đang ngậm cắn rìu nên không thể gầm bừa bãi như lúc đầu mà thôi. Xe Jun nhìn theo bóng quái vật chủ mỗi lúc một xa cùng với bó hành lá của mình mà cạn lời, rồi rốt cuộc ông thần đó đến đây làm gì vậy? Cửa sổ trạng thái nhảy phóc ra bên cạnh, quản lý tòa tháp bảo có vẻ như vua bò đang trở về điểm dịch chuyển.
Thôi sao cũng được, đừng ở đây hù dọa người khác là được. Sejun ôm thỏ múc ngồi phịch xuống đất, mấy bé thỏ khác cũng thả mình trên nền đất nghe hắn than vãn. Ôi dào, lúc nãy tao lo lắng đến mức muốn rụng cả hai chân, ai cũng bị dọa sợ cả rồi phải không? Sejun sờ sờ khục khục đang liếm mặt mình, không quên ngẩng đầu lên cảm ơn mẹ gấu đỏ, cảm ơn vì đã cố gắng bảo vệ bọn tao nhé. Con gấu nở nụ cười chúc mừng mọi nguy hiểm đã qua, nhưng cánh đồng trước mắt ngổn ngang hành lá thật sự là hết cứu. Sejun thẫn thờ cùng bọn thỏ nhìn thành quả lao động của mình giờ đây bị xới lên tung tóe, dù hơi nản một chút nhưng vẫn phải làm việc thôi. Hắn bước đến nhặt từng cọng hành còn sót lại, thấy tụi nó mềm mặt trên tay, lá và thân mỗi nơi một nẻo mà buồn phiền không thôi. Chỗ này giống như một đống hổ lốn vậy đó, vua nhân ngưu ăn quá nhiều còn bay bừa lung tung làm cả đám phải hì hục dọn. Cửa sổ trạng thái tinh tinh hai ô mới, quản lý tòa tháp thấy nhẹ nhõm vì nông dân của tòa tháp đã an toàn. Cô ấy cảm thấy rất tiếc vì cánh đồng đã trở nên như vậy. Sejun đã lấy lại được tinh thần lạc quan, cảm ơn Aileen nhé, cô không cần phải lo lắng đâu. Tôi mừng rỡ là đằng khác. Hắn nhìn về hướng nhân ngưu rời đi, thầm thì với bảng thông báo, đáng lẽ tôi nên đến thăm quái vật chủ tầng 99 từ sớm hơn mới phải. Thăm là sao? Dòng chữ mới hiện ra, quản lý tòa tháp hỏi ý bạn là gì? Sejun nhướng mày, thử nghĩ mà xem lý do gì vua nhân ngưu lại tự đến đây một mình chứ? Hắn làm ra vẻ bí ẩn nói với Aileen, hắc nhân ngưu là một bộ lạc rất coi trọng danh dự của một chiến binh, phải không? Vậy thì chắc chắn vua nhân ngưu còn đề cao chuyện đó hơn nữa. Aileen ngẩn ra, nhìn chăm chăm anh nông dân đang mỉm cười bên kia quả cầu, cô rồng bắt đầu lờ mờ đoán được ý của hắn, bèn hơ mấy cái móng vuốt lớn của mình lên, nhíu mày lẩm nhẩm, đừng nói là ta đang nghĩ đúng đây nhé. Quả nhiên anh nông dân nở nụ cười thiện lương lẩm nhẩm, nghĩ đến việc ổng phá hủy cánh đồng của ta, thậm chí còn ăn ngấu nghiến, ta phải bắt ổng trả nợ gấp bao nhiêu lần đây. Tối hôm đó, rất nhiều ngô nướng, cà chua bi cùng hành lá được bày đầy trên mâm. Có điều so với những gì cả đám được ăn gần đây, bữa tối ngày hôm nay trông có vẻ hơi đạm bạc. Sejun gọi hết cả gia đình thỏ lại tuyên bố, chúng ta nên ăn luôn để lát nữa còn phải sắp xếp lại cánh đồng đã bị vua nhân ngưu phá ngày hôm qua nữa. Vừa nghe Sejun nói dứt câu, đám lông vàng kia nằm vật ra đấy ăn vạ, chúng chả mông dẫm chân bạch bạch trên nền đất, mồm ra giả không chịu đâu, mè nheo cả lên người thỏ cha và thỏ mẹ. Sejun ngồi xổm xách vài đứa lên lào bào, mấy cái đứa này được chiều quá sinh hư, tụi mày đang khóc lóc bởi chẳng có miếng thịt nào ở đây chứ gì. Mỗi đứa giặt dẹo một kiểu để ăn vạ nhưng đều đã hứa sẽ giúp cha mẹ việc đồng áng rồi mà, cánh đồng này cũng thế, tất cả ngồi xuống đàng hoàng mà ăn đi. Nhìn kia kìa, Sejun chỉ qua gấu đỏ ngồi cạnh đống hành lá và dăm ba bắp ngô nướng đang ăn ngon lành. Kể cả anh gấu cũng đang ăn ngoan ngoãn chẳng phàn nàn gì cơ mà, mấy đứa rồi cũng sẽ trở thành người lớn khi Lam Nguyệt đến, chẳng lẽ muốn làm trẻ con mã là... Cuối cùng Sejun cũng dỗ được đám thỏ ngoan ngoãn ăn những gì được bày ra, hắn hài lòng dỗ dành, ngoan lắm, phải ăn như thế chứ. Như thế này mới là mấy đứa thỏ nhỏ trắng đáng yêu chứ. Mà phải dành lời khen cho khục khục mới được, Sejun tiến lại xoa đầu con gấu đang trân trọng ôm mấy cái bắp ngô nướng vào lòng. Anh gấu hôm nay hành xử rất tốt nè, không hề kén ăn một chút nào cả. Mà khoan đã, Sejun nhìn kỹ gấu đỏ hơn, sao mấy hôm nay nhìn mày chẳng to lên thêm chút nào vậy? Nếu chúng ta xem xét tỷ lệ tăng trưởng từ trước đến nay, mày nên lớn hơn mới phải. Sejun lo lắng sờ nắn người con gấu, nó tưởng anh nông dân đang chơi đùa nên lại nằm ngửa ra cười khúc khích, đến bắp ngô còn ném cả đi. Hắn chạm vào cái bụng núc ních, rõ ràng chẳng thiếu đói cơ mà, hay mày ốm ở đâu rồi? Tìm chưa ra nguyên nhân gấu đỏ mãi không lớn, đột nhiên nghe tiếng gọi quen thuộc từ đằng xa vọng đến làm Sejun ngẩng đầu lên, "Chủ tịch ơi!" Còn ai ngoài thương mèo Lữ Hành Hạng Trung đã về sau một chuyến đi buôn dài ngày nữa chứ? Vừa thấy con mèo vẫy tay, tôi về rồi nè, Sejun đang định tiến đến đón nó, chợt phát hiện trên vai bò 3 và bò 4 mang theo mấy đứa nào lạ lạ, bèn tò mò hỏi ai đấy. Đặt ba con sói bị trói chặt tay chân xuống đất, bò 3 đáp bọn này là tộc sói bạc đó. Bộ lạc sói bạc nghĩa là sói hả? Sejun ngơ ngác hỏi lại nên quýt nhảy phốc lên người hắn, bám chân vào vai mà kể. Bọn nó là mấy đứa nhắm vào tôi đó chủ tịch à, bò 4 dọa chúng chết khiếp luôn. Chẳng biết phải làm sao với họ nên ta mang chúng về cho chủ tịch quyết định đó. Nhìn mấy đứa lông bạc im lìm này, tạm thời Sejun cũng chưa biết phải làm sao. Thôi thì đầu tiên cứ phải nghe xem thử lý do bọn này nhắm vào thương mèo Lữ Hành, chúng đang ngủ hả? Bò 4 nắm lấy nắm đấm của mình như minh họa, giải thích là do bọn này quá ồn ào trên đường về đây nên tôi đã đi một đường quyền khá mạnh. À, nghĩa là bọn nó sẽ tỉnh lại thôi phải không? Sejun đang định hỏi thêm, quýt trên vai hắn giờ mới phát hiện ra khung cảnh hoang tàn phía sau mà tò mò hỏi, sao cánh đồng lại như vậy hả? Hắn muộn phiền ngó về phía đó rồi lại nhìn bò 3 bò 4, nói thẳng rằng vua nhân ngưu đã đến đây rồi đi. Vừa nghe quái vật chủ đến đây, cả hai đứa nó đồng thanh rú lên hốt hoảng, chỉ huy đến đây rồi sao? Bò 3 quay sang hỏi bò 4, làm thế nào mà ổng biết tụi mình ở đây vậy? Cô bò 4 cũng đâu có biết, chỉ biết lần này hai đứa nó toi đời rồi. Trông cái vẻ sợ sệt này, Sejun lên tiếng giải vây, thôi để chi tiết chuyện đó nói sau đi. Chắc hai đứa làm việc chăm chỉ để quay lại đây phải không? Giờ thì ăn thôi, bọn này cũng đang ăn tối nè. Nghe đến chuyện ăn, cả hai cô cậu quên luôn chỉ huy là ông nào, hết sức vui vẻ đồng thanh, dê dê, đồ ăn. Để ba con sói lăn lóc cho Sejun, hai đứa nó sóng vai rời đi nhận đồ ăn, nghe đến đó thôi là thấy vui vẻ rồi. Tôi muốn ăn bắp ngô cơ. Bò 4 từ hồi nào chỉ cần ăn hành lá là mãn nguyện, nay còn được chọn món mình muốn ăn, bảo sao không vui cho được. Còn lại Quýt và chủ tịch, nó thầm thì bảo ta có chuyện quan trọng cần nói với ngài nữa nè. Tất nhiên Sejun muốn biết đó là chuyện gì rồi.
Quýt lo lắng bắt đầu về chuyện mình gặp khi đi buôn. Sejun chăm chú nghe nó kể về chuyện ở tầng 38 nên không biết đằng sau có cái bóng đen lù lù mặc áo choàng đang xòe móng vuốt sắc nhọn ngay phía trên đỉnh đầu. Ngay khi nó xuống tay, cả hai mới giật mình thảng thốt quay lại, khục khục từ đằng sau lao đến đấm một phát về cái áo choàng, nhưng con sói đã nhanh nhào nhảy ngược về sau tránh kịp lúc. Cú đấm rơi xuống nền đất lõm một lỗ lớn, nếu trúng đầu con sói chắc chắn nó lành ít dữ nhiều. Lần đầu tiên Sejun thấy gấu đỏ con vào trạng thái chiến đấu dữ dằn như thế, bèn ngạc nhiên hỏi nó vừa làm gì thế. Khục khục không rời mắt khỏi thằng đánh lén kia, nhưng quả thật Elka đã thoát được. Bốn chi của nó trượt dài trên đất, không rõ từ lúc nào đã thoát khỏi dây chói, giờ đây đã lành lặn tách ra khỏi tầm kiểm soát của bọn Sejun. Nó bực dọc nhìn cái lỗ lớn trên mặt đất, lẩm nhẩm chửi con gấu con chết tiệt, suýt nữa là đấm mình đăng xuất, nhưng dù sao cũng thành công rồi. Lúc này Quýt mới nhận ra cái nón rơm trên đầu Sejun đã biến mất, bèn hốt hoảng gọi chủ tịch ơi, mất tiêu rồi. Anh nông dân giờ mới nhận ra cái đầu mình mát mát thì đã muộn, đằng sau là hai cái bóng nhanh nhẹn vọt lên cao. Chỗ đó đáng lẽ là hai con sói Elko và Elki nằm ngất xỉu, giờ chúng đã tập hợp đằng sau thủ lĩnh sói bạc của mình, tạo ra phe đối lập với nông trại của Sejun. Hai nhân ngư nghe động tĩnh lớn quay lại nhưng không kịp, chỉ có thể theo dõi từ đằng sau Sejun. Elka lôi ra cái nón rơm thó được từ đầu tên con người, trông nó bé xíu trong bàn tay con sói, thấp giọng bảo cảm ơn nhé, vì đã cho ta lấy chiếc nón rơm. Thủ lĩnh sói vừa khẳng định mình tạt qua chỗ Sejun chỉ vì mỗi cái nón này, giờ nó đã đạt được mục đích, chắc chắn sẽ cùng với hai đàn em của mình cút vội. Nếu nó chỉ là một cái nón bình thường, chắc chắn Sejun chỉ cảm thán tốc độ kinh hồn của lũ sói đã thó mất khi hắn không cảnh giác. Nhưng nó là một vật phẩm rất có ích cho Sejun trong quá trình làm nông, hắn sững sờ nhìn chiếc nón giờ đang trong tay con sói, không biết phải làm sao.